Quang Trung ra mắt MV đầu tay Giá Như Mình Được Yêu Nhau, đánh dấu việc lấn sân ca hát. Đây là gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến thời gian qua trong lĩnh vực điện ảnh. Quang Trung từng thực hiện một số bản cover hút triệu view trên YouTube. Sau khi ổn định, anh chàng quyết định đi theo con đường ca hát nghiêm túc. Nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết của Quang Trung trong làng showbiz như Tùng Lê Ô, Huỳnh Lập, Nam Thư, Hải Triều, BB Trần, Minh Dự cũng đã góp mặt và chung vui với nam nghệ sĩ trẻ. Ca sĩ Phương Uyên và ca nhạc sĩ Vũ Thảo My, bộ đôi đã tạo nên ca khúc Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau, cho Quang Trung cũng xuất hiện tại buổi họp báo và có nhiều chia sẻ thú vị về chính bản thân nam nghệ sĩ. Thực ra Trung cũng từng chia sẻ rất là nhiều là Trung chưa bao giờ dự định mình sẽ là một diễn viên cả, do Trung may mắn và được mọi người yêu thương ở công việc là một diễn viên, thì bây giờ cảm xúc của Trung nó lại thôi thúc Trung muốn cầm micro để hát cho mọi người nghe về những câu chuyện riêng, về những cái điều mà Trung muốn chia sẻ trong cái lời hát của mình. Và cũng do cái cơ duyên là do Trung cũng từng thực hiện những bản cover khác thì được mọi người yêu thương rất 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 là nhiều, cho nên Trung nghĩ là thời điểm này Trung ra một bài hát riêng của mình cũng như một lời dành tặng, một lời cảm ơn đến khán giả. Khi nói về MV Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau tại buổi ra mắt, Quang Trung chia sẻ với MC Minh Xù và khán giả rằng bản thân anh thật sự rất rung và hồi hộp khi công bố sản phẩm này. Anh cho biết, sản phẩm âm nhạc này của mình mọi thứ đều xuất phát từ cảm xúc và sự nghiêm túc. Quang Trung tin rằng cảm hứng chính là một điều rất quan trọng cho bất cứ ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Tại vì bản thân Trung là một diễn viên thì mọi người đã quen với hình ảnh Trung vui vẻ, hài hước, vui nhộn rồi. Bây giờ ra mắt một sản phẩm âm nhạc thì nó phải thật sự là âm nhạc thì mới thuyết phục được người nghe. Nếu như mà Trung nghĩ là một sản phẩm mà âm nhạc mà không thật sự mà chỉnh chu thì Trung nghĩ là mọi người sẽ nhanh chán Trung lắm. Cho nên là Trung cũng cố gắng bằng hết cái khả năng của mình rồi. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương thật là nhiều. Nói về khía cạnh tích cực của Quang Trung, nữ nhạc sĩ Phương Uyên cũng là cô giáo dạy nhạc của Quang Trung đã dành khá nhiều lời có cánh cho học trò của mình trong buổi họp báo.